lột trần thảm họa hạt nhân nước mình, Nga tự tay làm bản Chernobyl thật hơn. Trong mọi bộ phim của Mỹ, những kẻ phản diện hay những âm mưu đen tối phần lớn đều đến từ nước Nga và ngược lại. Các phim điện ảnh cũng như truyền hình của Mỹ luôn tìm cách để lên án, cũng như đưa ra những câu chuyện đen tối của nước bạn và gần đây nhất là bộ phim về thảm họa hạt -E NHOTCHEZNOBIL. Chernobyl kể về vụ nổ hạt nhân nghiêm trọng xảy ra vào ngày 26 tháng 4 năm 1986 khi nhà máy điện nguyên tử Chernobyl ở Pripyat, Ukraine, khi ấy còn là một phần của Liên bang Xô Viết, phát nổ. Đây được coi là vụ tai nạn hạt nhân trầm trọng nhất trong lịch sử năng lượng hạt nhân, và Chernobyl đã chọn một chủ đề mang tính lịch sử để khắc họa câu chuyện của họ. Tuy nhiên vì câu chuyện diễn ra trên đất Nga nên các nhà làm phim Mỹ cũng đã chỉnh sửa và thay đổi một số chi tiết, một phần là để hợp lý với mạch phim hơn, một phần cũng để lên án nước Nga qua phương diện diện ảnh. Không chịu kém phần. Một đài truyền hình của Nga đã thông báo rằng họ sẽ phát triển một bộ phim chân thực hơn về thảm họa hạt nhân Chernobyl, sau những tố cáo về việc làm sai sự thực của bộ phim truyền hình ăn khách trên HBO, họ cho rằng công chúng nên có một cái nhìn khách quan hơn và được kể từ chính những người có mặt trong thảm họa, thay vì lời kể của bác hàng xóm xa xôi. Ở thời điểm hiện tại, series Chernobyl cho đến nay vẫn rất được đón nhận tại Nga. Tuy nhiên, theo tờ Moscow Times viết, đã có nhiều đơn vị truyền thông tố cáo bộ phim vì đưa những thông tin không chính xác và làm ảnh hưởng đến uy tín quốc gia. Alexei Muradov, nhà sản xuất của bộ phim sắp tới còn cho rằng sự kiện tại Chernobyl còn có thể liên quan đến sự can thiệp của người Mỹ, ông nói, nhiều nhà sử học không phủ nhận rằng vào ngày xảy ra vụ nổ, một đặc vụ của các cơ quan tình báo Mỹ đã có mặt tại nhà ga. Trước đây cũng đã có nhiều bài phân tích của cộng đồng mạng về những chi tiết không chính xác trong phim như câu chuyện của cô gái Lius Mila Ignatenko. Tiếp theo đó là chi tiết về vụ tai nạn máy bay trực thăng của Xô Viết khi họ cố gắng dập lửa bằng cách thả cát từ máy bay trực thăng xuống lò hạt nhân. Trên thực tế, trong nhiệm vụ này không có chiếc máy bay nào bị tai nạn như trong phim cả. Liệu rằng với phiên bản của mình, người Nga có thể kể cho người xem một câu chuyện đáng sợ và chân thực hơn về thảm họa hạt nhân này không? Cùng chờ những thông tin mới nhất về series Chernobyl phiên bản Nga trong tương lai vậy.